Các tình nguyện viên Ukraine đang hợp tác với quân đội nước này để cải tiến một máy xúc thông thường thành một cỗ máy giả phá bom mìn hiệu quả đã được đưa vào thử nghiệm cuối tuần qua. Ukraine cho biết cỗ máy này có khả năng kích nổ hoặc vô hiệu hóa tất cả các loại bom mìn. Trong bối cảnh Ukraine có rất ít phương tiện giả phá bom mìn hiện đại, nhóm tình nguyện viên đã phát triển cỗ máy này theo cách tương tự như cách xe tăng M4 Sherman trong Thế chiến II được nâng cấp. Phát biểu tại một bãi thử nghiệm gần thành phố công nghiệp phía Nam, Kriviri, kỹ sư Vitali, 50 tuổi, cho biết ông hoàn toàn tin tưởng chiếc máy xúc được gắn thiết bị đặc biệt có tấm chắn bọc thép sẽ phá hủy tất cả các loại mìn trên đường đi. Theo ông Vitali, các kỹ sư đã gắn thêm xích quanh trục quay của máy. Thiết bị gỡ mìn nhờ các dây xích này khi nó quay có thể tạo ra tác động va chạm, tương đương vụ va chạm với vật thể nặng 1 tấn. Bất cứ quả mìn nào, dù là mìn chống tăng hay chống bộ binh đều sẽ phát nổ. Ngoài ra, chúng được gắn thêm lưỡi ủi để cày dưới đất. Chuyên gia rà phá bom mìn Volodymyr Ozorian của Ukraine cho biết, chúng tôi đã thử nghiệm thiết bị này đối với mìn chống bộ binh OZM-72, còn được gọi là mìn phù thủy. Dây xích này rất nặng và dày, vì thế nó sẽ không bỏ sót một quả mìn nào. Căn cứ vào đường kính của kíp nổ trên mìn chống tăng và mìn chống bộ binh, chúng tôi cho rằng thiết bị có khả năng phá hủy 100% các loại mìn. Sau mỗi lần kích nổ mìn, người điều khiển phương tiện cần phải dừng lại để kiểm tra dây xích hoặc lưỡi ủi. Những thiết bị này cần phải được thay thế nếu bị hỏng. Theo chuyên gia Ozorian, đội thử nghiệm vẫn phải kiểm tra xem cabin lái bọc thép có chịu được sức ép của một vụ nổ lớn hay không.